Chuyển sang thông tin tại tỉnh Quảng Ninh. Liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, chi nhánh thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, ngành y tế địa phương đã xác định được 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 5 công nhân. Theo số liệu mới nhất, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nằm giải rác tại các địa phương khác nhau, cùng liên quan tới ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh. Cụ thể, tại thành phố Uông Bí có 6 trường hợp dương tính, thì 5 người là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, chi nhánh thành phố Uông Bí, gồm TTN, NTN, BTN, NTN ở phường Phương Đông, BTH phường Trương Vương và HVH ở phường Yên Thanh là công nhân của công ty Than Nam Mẫu thành phố Uông Bí. Tại thị xã Quảng Yên ghi nhận hai trường hợp là công nhân của công ty trách nhiệm hạn sao vàng chi nhánh thành phố Uông Bí gồm PTK ở xã Sông Khoai và DTT xã Hiệp Hòa. Tại thị xã Đông Triều ghi nhận một trường hợp là công nhân của công ty trách nhiệm hạn sao vàng chi nhánh thành phố Uông Bí là VTA, xã Hồng Thái Đông. Hiện các địa phương Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến F0, đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch. Đối với lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, thành phố Uông Bí đã huy động toàn bộ nhân lực của địa phương và 65 cán bộ y tế do Sở Y tế điều động từ bệnh viện phục hồi chức năng và trường cao đẳng y tế Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở 9 xã phường trên địa bàn để tầm soát diện rộng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Sức khỏe đời sống sáng ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có những điều chỉnh phù hợp về lịch trình công việc, giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các địa phương cao điểm dịch bệnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.